Mời quý vị nghe tiếp phần 2, truyện ngắn Người mẹ Lào của nhà văn Hiệu Constant. Rồi anh bắt đầu kể cho chính nghe lịch sử mối quan hệ Việt-Lào thấm đẫm nghĩa tình. Bắt đầu từ năm 1949, các lực lượng quân sự Việt Nam đã sang công tác và chiến đấu giúp Lào và mang tên quân tình nguyện. Qua các cuộc chiến tranh, mối quan hệ ấy càng được thiết chặt hơn. Từ đó, hình ảnh người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã trở thành biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng, giúp Lào vững bước trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và thời kỳ đầu xây dựng phát triển đất nước. Ngoài ra, Việt Nam còn giúp Lào đào tạo cán bộ ngành bằng cách nhận các học sinh, sinh viên sang du học. Anh được nằm trong số đó. Anh Văn còn nói nhiều điều mà chính mù tịt về các chiến dịch Thượng Lào, Hạ Lào, Nam Lào, những thắng lợi và cả tổn thất. Nhưng thật kỳ lạ, chính nghe mà nhập tâm ngay, cứ như thể anh chỉ nhắc cho chính nhớ lại. Chính hình dung ra từng thời kỳ với những cảnh tượng sôi động, cam go ác liệt trong lửa đạn chiến tranh. Chuyện anh kể đã làm chính vơi đi nỗi nghẹn ngào khi xem vụ Đồng Tâm. Rồi anh chuyển đề tài. Hôm nay anh muốn đưa em đi thăm một ngôi mộ. Kể cũng hơi bất thường. Ngôi mộ đã được giấu kín từ hơn 30 năm nay là nhờ một cô giáo tên Ainoy Phao Vong sống ở Viên Chăn đã phát hiện ra. Cô Ainoy gọi bà cụ già đó bằng gì? Cụ tên là Đa Chai. Cách đây mấy tháng, bà cụ ốm nặng nên cô về thăm. Chính đáp, vâng, trong đầu nghĩ vẩn vơ. Vườn Phật hay còn gọi là Buddha Park nằm ở huyện Siêng Khoảng. Để đến đó, xe chạy theo sườn sông Mekong, dân chúng hai bên đường thưa thớt, nhà cửa tiêu điều còn rất nghèo, những thửa ruộng trồng hoa lúa và cả những khu bỏ hoang xen kẽ nhau. Không khí hệt một miền quê vùng sâu Việt Nam. Thấp thoáng các tịnh xá đang xây cất, cây trong vườn còn nhỏ và thưa thớt. Thấy rõ những bức tượng Phật lộ thiên. Chẳng mấy chốc vườn Phật đã ở trước mặt. Chính mê ly trước một thảm thực vật và cây cối trong vườn có thể nói là kỳ hoa dị thảo và một không gian mênh mông với 200 pho tượng Phật và các nhân vật trong truyền thuyết Hindu được đúc bằng bê tông với các hình dáng tư thế khác nhau. Nổi bật hơn cả là bức tượng Phật nằm dài 40 mét, tượng thần Indra cưỡi voi ba đầu và một tòa công trình mang hình quả bí ngô khổng lồ. Lối vào là cái mõm quỷ há rộng. Nơi đây được nghệ sĩ Bunlua Sulilat lập dự án xây dựng năm 1958. Nhưng anh Văn nói ông đã vượt biên sang Thái Lan năm 1978 và xây dựng công viên Sala Keoku với chủ đề tương tự. Vào khám phá ruột quả bí ngô, chính thấy có ba tầng với những hành lang và cầu thang rất hẹp. Ba tầng được tượng trưng cho tam giới, địa ngục, trần gian và thiên đường. Có nhiều tượng Phật nhỏ, trên cùng là những hình ảnh tượng trưng cho cảnh giới đã siêu thoát. Những nữ thần tuyệt đẹp, những tiên đồng và tiên ông với vẻ mặt viên mãn, hoan hỷ trốn bồng lai. Tầng giữa là trần gian với hình ảnh đời sống phàm trần được đặc tả qua những bức tượng múa dân gian từ hoàng gia cung đình đến dân cày. Tầng cuối cùng là địa ngục, những bức tượng hãi hùng lột tả những nét ác độc của hung thần và những linh hồn bị đày đọa tra tấn cực hình,
Có nhiều bức tượng còn đang dang dở hay đã bị thời gian bào mòn. Nhìn cảnh tượng ấy, Chính cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Chính vừa chui ra thì anh Văn nhắc, phải đi thôi, đoạn đường còn khá xa. Họ ra xe, câu chuyện trong suốt chặng đường đi thăm ngôi mộ như phần nào trầm xuống. Cả anh Văn và Chính đều như đang theo đuổi những suy nghĩ của mình. Trời sầm lại và gió bắt đầu thổi. Cửa kính xe để mở nên hơi lạnh thốc vào. Và Chính cảm thấy váng vất, nhưng vẫn ngắm phong cảnh. Cậu nhận thấy một số tàn tích thành quách với những bức tường đá đổ nát, những cây già cong queo xà chĩu xuống đất như thể muốn nằm nghỉ và trở về với trạng thái hạt mầm ban đầu. Cỏ bên đường mọc cao, chệch choạng lượn theo những cơn gió. Cậu chăm chú quan sát những sắc màu đã phai lạt theo năm tháng và thừa nhận rằng chốn này mang một vẻ quyến rũ nào đó. Anh Văn lại lên tiếng, chắc cụ Đa Trai nghĩ mình sắp chết nên mới thổ lộ. Nhưng lúc đầu cô Ai Noi nghĩ cụ già rồi nên lẩn thẩn, chỉ nghe mà không tin. Nhưng khi cụ mất, cô dọn nhà nên thấy một cái hộp. Mình sắp đến nơi rồi, nằm phía bên phải đó. Theo hướng tay anh Văn, Chính nhận thấy xa xa có một ngôi làng nhỏ. Bua Lam cho xe rẽ xuống, băng qua đoạn đường dài khấp khểnh, đầy ổ voi và đỗ lại. Đây là cổng làng, anh Văn nói và mở cửa xe bước xuống. Đây không thể gọi là làng, Chính nghĩ bụng. Một xóm tiểu phu thì đúng hơn. Chỉ lèo tèo vài nóc nhà dưới chân đồi, cỏ mọc tùm khắp nơi như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Không một bóng người, không một tiếng chó sủa, không một tiếng gà kêu. Chính bỗng rùng mình, cảm giác ớn lạnh ngấm nơi sống lưng. Chính rảo bước sau anh Văn, chừng vài trăm bước họ đến một ngôi nhà hẻo lánh, nằm tách biệt sau làng. Đường vào nhà đã được phạt quang, những mầm cỏ non đang nhú lên. Ngôi nhà lá vô cùng đơn sơ, nền đất, các vách gỗ, thủng lỗ chỗ, chiếc bàn gỗ và giường tre siêu vẹo, một vách ngăn với căn buồng có cánh cửa khép hờ. Sát tường phía gian trái có một cái chạn bằng tre, trong đặt vài cái bát cũ kỹ sứt mẻ, những đôi đũa đã mòn, một cái cà men nhôm và mấy cái thìa, hình ảnh hệt như trong một nhà bảo tàng. Chính nghĩ, bên kia khoảng sân nhỏ là gian bếp bé xíu và siêu vẹo hơn nữa. Trên mặt bàn kê sát vách có một tấm ảnh bà cụ già, chắc là cụ Đa Trai. Chính bỗng ngờ ngợ hình như đã thấy bà cụ ở đâu đó. Anh Văn cúi xuống cột nhà, moi ra một chiếc chìa khóa và mở cánh tủ nhỏ gắn phía dưới chiếc bàn sát tường và lấy ra một cái hộp. Anh lần tìm trên thanh ngang trong tủ để lấy ra một chìa khóa. Anh vẫy Chính lại gần. Đây là tất cả món đồ bà cụ để lại. Cô Ai Noi phầu vòng đã không dám đem về nhà mình. Anh nói và nhặt những đồ trong hộp đặt lên mặt bàn. Trước tiên là một cặp quân hàm thiếu úy, kế đến là một chiếc ví, cây bút máy, một cái lọ bé xíu chứa tờ giấy gấp nhỏ. Chính nhấc chiếc ví lên xem, bên trong có bức ảnh đen trắng, nước ảnh đẹp, các đường nét rõ ràng. Đó là một người lính mặc quân phục gắn lon trung sĩ. Chính lật mặt sau thấy ghi Đồng Tâm, 22 tháng 6 năm 1970. Bỗng Chính giật mình, khuôn mặt này quen quen. Chính tự nhủ. Rồi bất chợt mắt Chính trượt khỏi bức ảnh và như bị hút về phía góc nhà. Chính như đang nhìn thấy một bà mẹ Lào, bà cụ Đa Trai hồi còn trẻ, kiên nhẫn nhỏ từng giọt cháo hay thuốc vào miệng một anh bộ đội. Miệng anh mím chặt, đầu quấn đầy băng, bắp chân cũng quấn băng, đôi bàn chân tươm tướp những vết máu đã khô đen. Anh thở khó nhọc,
mắt nhắm nghiền. Bà mẹ Lào để bát xuống, khẽ tách nhẹ cặp môi anh để đổ thìa thuốc. Anh nuốt một cách khó nhọc, khiến cổ hằn rõ những đường ven. Rồi như một con robot, chính rời khỏi bàn, đi ra sau mà không chú ý đến vẻ ngạc nhiên của anh Văn. Miệng cậu thì thầm khi phát hiện một chiếc cọc dài được chôn sát tường, cách gốc cây một khoảng đủ để mắc võng. Cậu tiến lại gần nhưng không dám sờ vào những sợi dây dù vẫn được vắt trên đó. Tất cả đều bị mốc rêu và mạng nhện răng đầy. Cậu hoàn toàn bị đồ vật này thu hút. Sự hiện diện của nó hình như khẳng định và nhấn mạnh sự có mặt của người lính đã từng ở đây. Chính hồi tưởng khuôn mặt thanh tú trong bức ảnh đen trắng và đem đặt khuôn mặt và hình hài ấy vào chiếc võng này. Chính hình dung giọng nói khàn khàn yếu ớt và nụ cười gắng gượng của anh. Sự tồn tại mong manh ấy được tỏa ánh hào quang nhờ thiện tâm của bà mẹ Lào. Chính dõi mắt ra xa hơn, như thể cậu ước có được thiên nhãn thông để soi thấu ngàn trùng, xem có còn người lính nào đang ở chỗ này chỗ kia. Những anh X, anh A đang đứng dõi mắt ngóng về phương xa, như muốn chọc thủng cả những khu rừng bạt ngàn, chọc thủng dãy Trường Sơn để tìm về một vùng quê có bà mẹ già đang ngóng con và những đứa em ngóng anh. Có những đọn khói bốc lên cứ lần quần vấn vương mãi quanh mái dạ vào những buổi hoàng hôn. Như bị thôi miên, Chính bước đến bên một cây to khác mà cậu không biết tên. Cạnh đó có mấy khúc gỗ như thể vốn được dùng làm ghế và ngồi xuống. Không gian âm u hơn, mây như xả xuống. Đậu trên đỉnh núi gần đó, trời đang ngả về chiều và rất nhiều gió. Xóm nhỏ tiêu điều mang dáng dấp khắc khổ tiều tụy của khu chợ chiều, miền sơn cước nhưng lại đẹp mê ly. Điều này khiến Chính nhớ lại một tác phẩm đã đọc từ lâu. Cậu cũng nhớ đã đọc đâu đó viết rằng gió đôi khi khiến người ta phát điên. Người ta so sánh nó với những giọng nói vẳng lên từ nấm mồ, và ý niệm này tự lan tỏa cho đến lúc biến hẳn thành một sự thật, đến nỗi khiến những kẻ yếu bóng vía chạy khắp vùng hoang vắng nhằm củng cố tinh thần cho những hồn ma lẩn quất. Liệu có phải đây là sự thật của những gì mà rạng sáng nay mình đã thấy trong phòng và cảm nhận được kể từ hôm qua không? Chính tự hỏi. Chính lại nghĩ đến bức ảnh trong chiếc ví. Cậu có cảm giác nhiều thứ đang đảo ngược thời gian thực tế của chúng, rằng chúng đang quay ngược trên chính mình và bức ảnh chụp xưa kia trong hai màu đen trắng đặt định rõ những đường nét, đã lệnh cho không gian nơi đây sẫm dần để quay trở lại màu đen trắng như thở hoang sơ ban đầu. Gió thổi mạnh và có tiếng mưa rơi đâu đó. Vài cây to trong khu đứng trơ trụi, cành cây mới khẳng khiu làm sao, giống như những cánh tay chới với của một cơ thể đau đớn kêu cứu, cứ muốn vươn dài đến sự yêu thương của loài người lên phía trời cao. Cậu chợt dùng mình trước cảnh tượng ấy. Cảnh cái chết cận kề khiến cậu không thoải mái. Tai cậu hình như văng vẳng những tiếng đạn cối nổ ùng oàng, những luồng đạn liên thanh, những tia máu phun trào và khói bùa ra lan tỏa khắp vùng. Những xác người được chôn tạm trong lòng đất và biến thành bộ xương trắng. Chính lắc mạnh đầu, cứ như thể đó là một cảnh trí tạo dựng cho một bộ phim chiến tranh hoặc trong cơn ác mộng của người cựu binh già vậy. Cậu bỗng thấy khó ở, lo âu vì không gian quá im ắng.
Cậu nhổm dậy, ra khỏi gốc cây tùm cỏ dại, nhẹ bước trên lối mòn lờ mờ dẫn ra cánh đồng. Ở đó cậu ngồi bệt xuống đất, nhìn ngắm bầu trời bao la tối sầm và những đám mây lao vun vút. Cậu như nghe trong gió vẳng tới một giọng khàn khàn, ngàn ngạt thốt ra những lời khó hiểu. Thoắt đến, thoắt đi, sâu chuỗi những câu nói đứt quãng. Chính luận ra vài tiếng, hình như là ở lại đại ngàn mẹ Lào. Những câu đôi lúc khỏe khoắn mãnh liệt, lúc lại ủ ê sầu than. Tiếng bước chân của anh Văn và người lái xe kéo Chính trở về với đời thường. Ô, em ngồi ở đây hả? Anh Văn hỏi. Để chỉ mà hỏi. Anh đã nói mà, nông thôn Lào rất đẹp, bình an, khiến tâm hồn an tịnh. Chính nhìn sững anh, khiến cho tâm hồn an tịnh ư? Anh Văn làm sao biết điều gì đang quay cuồng trong nội tâm mình? Máy ảnh của cậu đây, làm vài pô để kỷ niệm nhé. Anh cười nói, tạo dáng nhé, để anh bấm nào. Lúc này không phải là lý tưởng để chụp ảnh, anh lẩm bẩm. Rồi dàn cảnh cho Chính để chụp được góc ảnh đẹp nhất. Bỗng Chính tiến về phía cây lớn và nhất định muốn anh chụp cho một bức. Anh Văn hơi ngạc nhiên vì thấy chỗ đó chẳng có gì đẹp. Cạnh cái bếp siêu vẹo, cây to khẳng khiu, cỏ lác mọc đầy và những khúc gỗ lổn nhổn. Anh nhớ lấy toàn bộ khu nhé. Chính hơ tay chỉ một khoảnh rộng. Anh Văn đưa máy ảnh cho Chính. Chính bắt đầu chụp. Cậu muốn ghi lại tất cả hình ảnh nơi đây. Cậu không ngẩng nhìn trời nữa, không hề để ý đến những đám mây đen mọng, chỉ trực đợi ai đó đụng khẽ hoặc một tia chớp lóe lên là trút cả khối nước khổng lồ xuống trần gian. Mắt Chính dán vào lỗ ngắm của chiếc Nikon và chợt thấy lời anh Văn có khi không sai. Nơi này khác xa với thủ đô ánh sáng nhưng mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Một sự bình an vĩnh hằng, một niềm an tịnh bất biến, một nơi cất giấu trong mình bao điều bí ẩn diệu kỳ. Một ngọn gió mạnh dai dẳng cứ đeo bám Chính. Phong cảnh trở nên lờ mờ do cỏ cây di động quá nhanh. Trước đây đã có lúc Chính mơ được đến một hòn đảo chìm trong sương mù. Ở đó cậu sẽ được bước thoải mái trong cỏ ướt, cho đến tận khi cả người đẫm mùi diệp lục, chạm vào những gành đá phủ đầy cây địa y, nhớp nháp và nghe thấy tiếng gầm rào văng vẳng của một con vật vô hình, át cả tiếng sóng cuộn. Một cánh rừng mênh mông trải dài trước mắt rồi lại bất ngờ biến mất tựa như một ảo ảnh. Và đây, lúc này, trong cảnh trí đầy cây trơ trụi và cỏ dại, một mình cậu chợt đứng bất động, hệt như nàng Tô Thị đã biến thành đá, trước một người đàn ông mặc quân phục bạc màu, lấm tấm bùn, và ngôi sao trên mũ đỏ rực màu máu. Anh nhìn cậu đăm đăm, mảnh áo bị rách trên vai anh bay lật phật theo những cơn gió tốc tới, hệt như một lá cờ trước mũi con tàu ma. Rồi anh bỗng mỉm cười trước ống máy của Chính, vẫy tay chào, rồi quay lưng đi về phía cây lớn, rồi lại tan loãng vào đất trời bao la, hệt như một ảo ảnh. Chính quay vào nhà. Anh Văn và Bua Lam đang ngồi đợi. Những di vật của người chiến binh xưa vẫn ở trên bàn. Em chụp ảnh những thứ này chứ? Em có thể sẽ nói với bác Tích. Chính gật đầu và bắt đầu chăm chú ghi cận cảnh từng thứ. Trong lúc anh Văn vẫn thong thả nói. Theo cô Ai Noi nhớ lại lời kể của cụ Đa Trai,
thì nhân một buổi đi thăm đồng, cụ đã gặp anh lính này, bất tỉnh nằm phục dưới ruộng. Chắc anh đã lết đi trong nhiều ngày, tay chân tươm bướp, máu me bê bết. Lúc mơ lúc tỉnh, anh ấy nói là thuộc quân tình nguyện Việt Nam. Cụ đã đem về nhà chăm sóc, tưởng đã đỡ nhưng vết thương lại bị nhiễm trùng. Và rút cục anh ấy đã chết vào rạng sáng ngày 12 tháng 12 năm 1972. Đang chăm chú căn hình, Chính bỗng dừng phắt lại. Anh vừa nói gì? Anh ấy chết khi nào? Rạng sáng ngày 12 tháng 12 năm 1972, anh Văn nhắc lại. Chính nhìn anh chừng chừng. Anh Văn đâu biết rằng đó chính là ngày sinh tháng đẻ của cậu. Chỉ cách đúng 12 năm, cậu sinh năm 1984. Rồi họ xếp mọi thứ vào hộp, anh Văn khóa lại, cất chìa khóa lên thanh ngang, đặt hộp vào tủ, khóa tủ, rồi giấu chìa khóa xuống dưới cột nhà. Lại là anh Văn lên tiếng. Về chỗ ngôi mộ, bà cụ chỉ nói là ở vườn sau, nhưng bọn anh đã đến xem. Tất cả đều bằng phẳng, sẽ cần thời gian để tìm kiếm. Em biết là ở chỗ nào? Chính khiến anh Văn và cả chính cậu cũng ngạc nhiên khi nghe thấy mình thốt ra câu đó. Em nói gì? Anh Văn hỏi. Em không biết, em chỉ cảm nhận thôi. Có lẽ là gần gốc cây lớn ngoài kia, chỗ anh đã chụp ảnh cho em đó. Chính nói, và chỉ gốc cây mà ban nãy cậu đã đến ngồi, nơi đặt những khúc gỗ để thay cho những chiếc ghế ngồi. Anh Văn chỉ gật gù mà không nói gì. Lúc ra xe, Chính ngoái đầu nhìn căn nhà siêu vẹo ngoài bìa làng và thoáng thấy anh bộ đội đứng chon von trên nóc nhà, mỉm cười vẫy tạm biệt. Chính quay hẳn người lại, chắp tay và cúi chào. Bô Lam thở phào khi băng hết đoạn đường gần 2 km đầy vũng nước sâu để lên đến quốc lộ. Lạ thật, trong làng có mưa đâu nhỉ? Anh Văn thốt lên. Trời sáng lên và mặt trời lại hiện ra. Dáng chiều hoàng hôn sau mưa thật tuyệt đẹp. Chính bảo Bua Lam dừng xe. Cậu muốn hít căng lồng ngực, luồng khí thanh khiết của núi rừng thiên nhiên. Cố gắng quên câu chuyện huyễn hoặc về hình ảnh người lính và những giọng nói âm u cứ dai dẳng bám theo. Thảm thực vật trải dài trước mắt, xa xa đồi núi nhấp nhô nổi bật trong cảnh hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những đám mây tạo nên những vết ngang dọc mờ ảo tối sáng trên bầu trời, hệt như một bức tranh chiều tượng. Phía tây màu vàng cam hoàng hôn khiến những vầng mây như thẫm lại. Màu vàng cam rực rỡ bao phủ các mái nhà trong ngôi làng heo hút xa xa kia. Tiếng chuông chùa đâu đó văng vẳng vọng tới cùng những đàn chim đang dịu dàng sải dài cặp cánh vô ưu. Chính thấy lòng mình tràn ngập niềm xao xuyến. Anh Văn xem đồng hồ rồi nhắc sắp đến giờ ra sân bay. Như để làm hài lòng Chính, Bua Lam mở băng cassette với các bài hát ca ngợi mối tình Lào Việt. Anh Văn nói là các ca sĩ Lào sáng tác và hát đấy. Chính tròn mắt và yên lặng lắng nghe, người lắc lư theo điệu nhạc. Lời ca trong như ngọc, nhiều như nước sông Cửu Long, cao như dãy núi Trường Sơn, sáng như trăng rằm và thơm như hoa Champa, khiến Chính cảm nhận thêm sự sâu sắc về mối tình thủy chung mà người Lào dành cho Việt Nam. Trời đã quang mây, thành phố đã lên đèn,
ánh đèn làm cho nền trời trở nên vời vợi, với những ngôi sao sớm nhấp nháy, ánh xanh hư ảo. Dưới vòm lá, ánh đèn đường dường như ấm áp và nồng hậu hơn. Lá rung rinh sao động, ánh đèn và gió đang pha màu yêu thương, nhuộm không gian thành một màu vĩnh cửu. Lúc ngồi uống cà phê trước giờ lên máy bay, Chính trầm ngâm nói: "Anh Văn ạ, không biết em có nên kể chuyện này cho anh nghe không?" "Nếu thực sự tin tưởng anh thì hãy nói." Anh cười độ lượng và nhìn thẳng vào mắt Chính. "Chuyện ở ngôi nhà bà cụ Đa Trai à?" "Vâng, và những chuyện khác. Mà em cảm thấy từ lúc đến Viên Chăn, khi thăm chùa, mẹ Si Mương..." Rồi vừa khuấy hở ly cà phê, Chính vừa kể đều đều những gì xảy đến với mình trong mấy ngày qua. Những cảm giác khi bước vào chùa, lúc nghe những câu tụng kinh của các nhà sư và được vị sư già buộc chiếc vòng chỉ vào cổ tay. Những bức ảnh chụp ngoài vườn chùa, hình ảnh nhìn thấy buổi sáng trong phòng, vụ tai nạn hy hữu kỳ diệu và cả lúc đến thăm ngôi nhà cụ Đa Trai. Cuối cùng cậu kết luận: "Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi khám phá Viên Chăn, em nhận thấy có một sự thay đổi trong nội tâm, thấy trong mình như hé nở một thứ tình cảm khác lạ, khiến em cảm thấy bình an. Nó giống như cảm giác khi biết mình được che chở. Anh hiểu không? Đó là một trạng thái mà ngôn ngữ không diễn tả được, một thứ cảm giác không thể giải thích bằng ngũ quan." "Anh chúc mừng em." Anh Văn với tay qua bàn để vỗ nhẹ lên tay Chính. "Anh không ngạc nhiên khi nghe chuyện của em." Anh nói với sự từng trải vững tin: "Em quả là may mắn. Có những điều mà khoa học không thể giải thích được. Điều em đã trải qua từ mấy ngày nay chỉ xảy ra khi những trái tim thiện và tâm hồn tinh khiết chạm vào nhau. Nói cách khác là cùng theo một nhịp đập từ trường cao thượng. Theo anh, em đã chiêm nghiệm được sức mạnh của sự tỉnh thức." Rồi anh nói tiếp sau một lúc suy nghĩ: "Nhiều người nghe nói đến chữ tu thì đã sợ, bởi họ nghĩ ngay đến cảnh khổ hạnh ép xác. Nhưng với những kẻ phàm trần như chúng ta, tu là tự sửa mình, tu là để mất dần bản ngã, phân biệt được đúng sai. Tu tức là dành thời gian nhìn lại mình, phân tích nội tâm, xem thực chất mình là ai, xuất hiện trên thế gian để làm gì. Bởi mỗi người hiện diện tại đây đều đem theo mình một sứ mệnh, và nhiệm vụ của mỗi chúng ta là thực hiện sứ mệnh ấy. Tu là để giữ tâm hồn được tĩnh lặng, bất biến trước mọi sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Sự tĩnh lặng của tâm hồn không đồng nghĩa với sự bất động của tâm thức, càng không phải cố ghìm nó đứng yên, mà là một trạng thái thả lỏng để tâm thức thực sự tự do." Dừng một lát, anh nói tiếp: "Anh đã đọc ở đâu đó nói rằng sự tĩnh lặng đơn độc đôi khi khiến người ta phát điên. Những tù nhân tại Mỹ đôi khi phát khùng và trở nên hung hăng khi bị giam biệt lập quá lâu. Nhưng theo Phật giáo thì khác hẳn. Sự tĩnh lặng và cô độc khiến các đạo sĩ đắc đạo." Chính bỗng chợt nhớ khi xưa theo mẹ hoặc bà nội đi chùa, thấy bức tượng đáng sợ của một vị hung thần được gọi là ông ác, tượng trưng cho sự hủy hoại tàn phá. Chính thường không dám nhìn thẳng vào mặt vị này, nếu không tối đó sẽ mất ngủ. Nhưng bà nội đã giải thích rằng vị thần này chỉ ghê gớm đối với những người không tốt và bất hiếu. Ngoài ra, vị thần này còn giúp đỡ những con người bị hàm oan, bị ức hiếp. Bà nội thường dạy Chính những luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả, vô thường. Luật vũ trụ chỉ lợi ích cho những ai hiểu biết và chấp nhận nó, nhưng hết sức ghê gớm đối với những ai chống đối nó. Anh Văn vẫn tiếp tục:
Giải thích điều này sẽ rất khó em ạ, nhưng có thể tạm hình dung như một nốt nhạc. Tự mình nó thì không có ý nghĩa gì. Một bản nhạc chỉ hay khi có sự xuất hiện của những nốt nhạc khác. Và chúng phải đồng điệu tương hỗ lẫn nhau. Sự tương hỗ này có tính tự do, không thể nắm giữ mà chỉ có thể cảm nhận được qua những âm điệu du dương trầm bổng. Nếu phân tích âm điệu này thành từng phần nhỏ, ta chỉ còn những nốt nhạc rời rạc vô hồn. Chính bỗng ý thức rằng từ trước đến nay cuộc sống của mình còn một thiếu hụt quá lớn, đó là trải nghiệm tâm thức. Đây quả là một trải nghiệm không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, không thể suy xét bằng lý luận, không thể nghĩ bằng triết lý, mà là một trải nghiệm trực tiếp. Chuyến viếng thăm ngắn ngủi thủ đô xứ Champa đã ảnh hưởng đến tâm hồn cậu một cách kỳ lạ. Cậu chợt nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng người vô thần chỉ tin vào khoa học, các nhà khoa học lại tin vào thần học. Và lời phát biểu của Werner Heisenberg, chủ nhân giải Nobel vật lý năm 1932, cha đẻ của cơ học lượng tử, như khẳng định thêm điều đó. Ngụm nước đầu tiên từ cốc nước khoa học biến bạn thành một người vô thần, nhưng ở đáy cốc, thần đang đợi bạn. Tiếng loa phóng thanh vang lên, thông báo khách đi Hà Nội chuyến 20:45, vào làm thủ tục. Chính đứng lên, lần đầu tiên cậu ôm chặt anh Văn, người đàn ông mới quen bằng cả tấm lòng chân thành. Chính sẽ nhớ lắm sự thân thiện, nồng hậu và ấm áp của các bạn Lào. Nhất định cậu sẽ quay lại. Còn trước mắt, chuẩn bị về gặp bố mẹ và gia đình, và nhất là làm thế nào để một người vô thần như bác Tích nghe và tin câu chuyện người mẹ Lào. Viết tại Paris ngày 5 tháng 5 năm 2020. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Người mẹ Lào của nhà văn Hiệu Constant. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.